Ngày 18 tháng 9 tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện Hà Lan, Phường Mạo Khê, thị xã Đông chiều đã tổ chức Ngày hội vui cùng STEM năm 2016 cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã. Dự và chỉ đạo ngày hội có đồng chí Ngô Văn Hợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Hà Hải Dương, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. Giáo dục STEM là cách tiếp cận trong dạy và học, trong đó tích hợp nội dung và kỹ năng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Đây là một mô hình giáo dục tiên tiến giúp học sinh ứng dụng giữa lý thuyết và thực hành, giữa nghiên cứu và trải nghiệm, phát huy tối đa sức sáng tạo của học sinh. Tại ngày hội, trên 400 cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh đã tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động như khoa học thực hành, giờ học robotic, STEM tái chế và đọc sách. Cán bộ quản lý và giáo viên còn được tham gia lớp tập huấn với các nội dung liên quan đến giáo dục STEM. Ngoài ra, các đơn vị còn trưng bày các sản phẩm khoa học từ mô hình giáo dục STEM. Ngày hội vui cùng STEM là một sân chơi khoa học bổ ích, lý thú, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo khoa học trong học sinh. Đồng thời, thông qua ngày hội góp phần từng bước đưa giáo dục STEM vào trong các trường phổ thông, hình ảnh những câu lạc bộ STEM trong các nhà trường giúp các học sinh được trải nghiệm khoa học, phát triển năng lực và rèn luyện kỹ năng sống.